Sự rất nhạy cảm với những trận đấu hay và hấp dẫn, anh cảm thấy như thế nào về trận đấu này vậy? Tôi chưa thể nói được điều gì, nhưng tôi có lẽ là không thể chờ đợi trận đấu này thêm một phút nào nữa. Old Trafford là ngôi nhà của Manchester United, xứng đáng với danh hiệu đó bởi vì họ là một câu lạc bộ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tôi gọi nó là nhà hát của những giấc mơ, và cái cách mà họ xây dựng sân này cũng cực kỳ ấn tượng, rất vừa vặn với những gì mà câu lạc bộ cần. Vâng, như vậy là đường tạt bóng đã bị chặn đứng bởi hậu vệ rồi. Họ có được bóng từ pha ném biên đó và hiện tại vẫn đang tiếp tục kiểm soát bóng. Một đường tấn công nữa từ phía United. Đã làm mất bóng, nỗ lực phi thường. Vâng, họ đã ghi bàn. Escudero bóng hẳn đi suối mạc. Steven Nzonzi chuyền bóng. Ganso. Nolito. Bảo vệ vây quanh lính người đang giữ bóng, trong khi đó một hoặc hai cầu thủ khác đã trở về để cố gắng bảo vệ khu cấm địa. Họ đã làm mất quyền kiểm soát bóng. Gabriel Mercado. Jesus Navas, anh ấy đã nhận ra sự có mặt của đồng đội hỗ trợ bên phía cánh phải. Đồng đội của anh ấy đang phối hợp rất tốt. Đó là nỗ lực chuyền bóng của Jesus Navas nhưng không tốt. Bellani, đồng đội anh ấy đang chờ để phối hợp, đã tới rồi. Rashford, anh ta đã giành lại bóng và có cơ hội mở bóng phản công. Jesus Navas. Anh ấy nhận được sự hỗ trợ rồi. Alexis Sanchez. Rashford. Vẫn tiếp tục di chuyển. Một cơ hội, một cú sút chất căng. Bóng ra ngoài sẽ có một pha phát bóng lên. Và các khán giả thật sự đang bị cuốn vào trận đấu này. Vâng, họ đang tạo ra những làn sóng người. Wow, khi mà người ta nói rằng khán giả không có tác động đến các trận đấu, họ nên đến xem những đám đông cuồng nhiệt trong một trận đấu như thế này. Vâng, họ đã di chuyển vào đến khu vực trước khung thành. Đây là cơ hội để đưa bóng vào khu vực 16m50. Steven Nzonzi chặn được bóng. Vâng, một cơ hội dành cho cầu thủ này. Bóng đã chuyển sang cho đội đối phương. Jesus Navas lại một pha trả bóng về. Romelu Lukaku. Cơ hội 10-10 để ghi bàn ở đây. Vâng, đang chuẩn bị tung ra một cú sút. Bàn thắng tuyệt đẹp của Rashford. Anh ấy có thể nhận lại bóng. Michael Crudelli. Một cơ hội 10-10. Hàng hậu vệ đã cắt được đường truyền dài của đối phương. Họ đã làm rất tốt. Anh ấy đã băng lên và cản phá thành có cơ hội. Michael Crudelli đã ghi bàn. Tỷ số của trận đấu đang là 2-1. Những cầu thủ sẽ hỗ trợ anh ta khi anh ta gặp khó khăn. Alexis Sanchez. Jesus Navas. Chúng ta đã cùng chứng kiến hiệp 1 của trận đấu và đã có rất nhiều điều để nói. Anh cảm thấy điểm nhấn của hiệp 1 là tình huống nào? Chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu thú vị giữa hai đội, có thể nói là cân tài, cân sức. Hẳn là như vậy rồi. Liệu một trong hai đội ai sẽ là người chiến thắng? Ganso. Jesus Navas. Đó là một pha trả bóng về. Đối phương đã để cho anh ấy tiến vào quá sâu trong khu vực sút bóng. Fellaini. Pogba. Alexis Sanchez. Một pha bóng trả về cho anh ấy. Vâng, đồng đội đang đến để hỗ trợ anh ấy.
liệu anh ấy có thể phạt bóng vào ngay bây giờ hay không? Đã giành được bóng. Dani Blin, Romelu Lukaku. Thoát khỏi sự cản của đối phương. Một cơ hội rất cố gắng. Anh ta đã sút bóng bằng chân không thuận. Anh biết đấy, rất khó để có thể ghi bàn. Trận đấu rất hấp dẫn, công việc hấp dẫn và chúng ta luôn có những điều hoàn toàn mới trong mỗi trận đấu. Vâng, bóng đá luôn luôn là như vậy, nó luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ xuyên suốt trận đấu. Đội Sevilla đã sẵn sàng để đưa một cầu thủ dự bị vào sân. Anh ấy sẽ nhận bóng trả về. Và cơ hội đi rồi, anh ấy có thể sút. Thôi nhìn đi suối mà. Tôi không còn gì để nói về bàn thắng này của Duran, quá tinh tế. Tỷ số hiện tại là 2-2. Alexis Sanchez, vương hà phòng thủ đã sẵn sàng để ngăn chặn được tấn công này. Alexis Sanchez, Alexis Sanchez rất cố gắng đuổi theo bóng sau pha cản bóng tốt. Một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Ôi trời, anh ấy quá rất may mắn. Ý tôi là người hậu vệ đó, tôi nghĩ anh ta đã khá bối rối trong việc cản phá, nhưng bằng cách nào đó anh ấy lại phá được bóng ra. Anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đồng đội. Vâng, chính khoảnh khắc này đây. Một cơ hội tuyệt vời. Anh ta đang rất tập trung, không có sự thay đổi về tỷ số, nhưng họ đã có thể là đội dẫn trước. Và dứt điểm đưa bóng đi quá xa không thành. Một tình huống thay đổi cầu thủ sắp diễn ra cho đội Sevilla. Pogba, Romelu Lukaku. Một đợt tấn công nữa từ phía United. Alexis Sanchez. Sự hoãn đổi được quyền kiểm soát bóng. Đó không phải là cách phòng ngự tốt nhất, họ cần phải phản xạ tốt hơn nữa. Nhưng cuối cùng thì họ cũng phá được bóng. Khi thi đấu, anh ta có khoảng trống và sẽ có được cú sút ngay tại vị trí này. Đúng vậy, bàn thắng đã được ghi. Tám ghi bàn rất kịp lúc, vượt lên dẫn trước trong thời điểm này dường như đảm bảo cho họ một chiến thắng. Có vẻ như đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu rồi. Vâng, tôi cũng cho là như vậy. Và trận đấu đã sắp kết thúc. Và bàn thắng đến thật đúng lúc. Ever Banega. Một hoặc hai cầu thủ đồng đội đang đợi anh ấy chuyền bóng. Đây thực sự là một pha phối hợp tấn công tốt. Khoảng cách hiệp vị tôi quan sát thấy là rất nhỏ, thật đáng tiếc. Thủ môn đã lao ra khỏi khung thành và tiến hành cản phá. Và một quyết định liều lĩnh, nhưng anh ấy đã đúng. Ever Banega. Một pha phối hợp tấn công vô cùng đẹp mắt. Họ đang cố hết sức ghi bàn thắng. Cơ hội đã đây rồi. Và sút. Vâng, cú sút rất tốt. Tỷ số hòa. Họ đã có bàn thắng sát mặt cách biệt. Cục diện trận đấu diễn ra rất kịch tính. Đúng là chỉ có bóng đá mới xảy ra được điều này. Chúng ta đã hồi hộp, đã nín thở theo dõi. Và cuối cùng tỷ số trận đấu cũng đã được quân bình ở những giây cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi rất. Và đúng vậy, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.